Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng trong Ngài anh em được tràn đầy mọi ơn, ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa, trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng. Không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngược đến. Thiên Chúa là đấng trung tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là